Hello các bác, em lại tiếp tục một xe đầy BMW 450C. 450C nha các bác nhá. Đấy, lô này toàn 450C rồi. Một xe. Đấy, một xe nhá, một xe hàng. Đóng bằng lết các bác, cho nên hàng em rất là yên tâm. Đấy. Rất nhiều các bác, 450C. À, từ nước ngoài về thì nó phải bụi bẩn như kia, sau em cho anh em giặt giúp cẩn thận, vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Và kiểm tra tháo từng chiếc ra một, bên em là làm trực tiếp nhá, làm để cung cấp đi. Đấy, chứ không phải là hàng về mà nó cứ trong giấy bóng đâu, không phải là nó cứ mướt mượt mượt đâu, không phải nó đen nhức đâu, mà về nó phải bẩn như thế này này, bụi. Đấy, bụi đây, đấy cái lưới này xong phải giặt này các bác nhá. Như thế này mà gửi đi, đây đây nó bẩn như này các bạn, nó bụi bẩn này nhưng lau đi, vệ sinh đi, lưới này em phải giặt nhá các bác nhá. Đấy, những cái lưới này, đấy, nói chung nó rất là đẹp nhưng nó bụi thôi. Lưới là em sẽ giặt, em chia sẻ các bác rất là nhiều rồi. Đây gọi là bãi nhá, nhưng bây giờ các bác mua đều là khi các bác nhận hàng nó đẹp kính quang luôn. Đấy. Rất nhiều nha, một xe ngày nào em cũng chuyển đi cho các bác vài chục đôi, hai chục, ba chục đôi, năm bảy đôi là chuyện bình thường, cho nên là em cứ nhập liên tục các bạn. 450C Ngọc Hoàng Bắc Giang rất là nhiều, nhập liên tục, kho em vẫn có nhiều nhưng em nhập rất là đều các bác nha. Một xe hôm nay tổng là 95 đôi hay là 97 đôi đấy, đây một xe nha các bác nhá. Đấy, đây một xe rất là đẹp. Rồi em làm đoạn video ngắn này để cho các bác biết, chia sẻ với các bác nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ.